Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến một cái cây cầu dùng làm xe lân, xe hàng trong nhà xưởng, làm xe bốn bánh nhá. Đây là cái cây cầu trước. Cầu này thì nó có một cái đặc biệt đấy là nó sử dụng cái hệ thống bập bênh ở giữa đây. Mục đích của nó ấy là khi các bạn lắp lên bốn bánh ấy, thì đi trong cái địa hình không bằng phẳng ấy, thì nó sẽ có cái bánh nó sẽ lên xuống được đấy. Cái phần này sẽ được hàn lên khung xe này đấy, và trong một cái điều kiện gọi là tương đối không bằng phẳng thì có thể luôn luôn bốn bánh sẽ được tiếp xúc với mặt đường. Bộ này thì có tim 4 ốc là vuông 7 chéo 11. Hiện tại thì bên em có các cái cỡ là 90, 1m, mét 1 và 80cm. Để làm xe trong nhà xưởng ấy thì tùy ý các bạn có thể lựa chọn. Đấy. Cái vị trí bố trí lắp đặt thì nó như thế này thôi. Bộ này là bộ không phanh các bạn nhé. Nếu như các bạn nào có nhu cầu sử dụng phanh thì vẫn có thể lắp thêm được. Vì trên này nó có phần giá đỡ phanh sẵn cho các bạn rồi. Đây, giá đỡ phanh vào đây. Đấy. Tuy nhiên thì trong nhà xưởng thì chỉ cần hai phanh sau thôi vì tốc độ nó chậm. Thì mọi chi tiết đặt hàng các bạn xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Bộ này thì có sức chịu tải là khoảng 1 tấn rưỡi trở lại các bạn nhé. Vì vậy là việc lắp trong nhà xưởng là hoàn toàn đơn giản. Đây chính là cái phần giằng ống lái này. Đây. Khi các bạn lái là nó sẽ bẻ lái này. Đấy. Phần này các bạn sẽ lắp với lại thước lái này. Hoặc là tay lái bằng ghi đông này. Bên mình có bán cả tay lái ghi đông và thước lái, tùy theo các bạn thích lái ghi đông hay là lái tay lái thì tùy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn xem video đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những thông báo khi có video mới đăng lên. Mọi thắc mắc về giá cả sản phẩm vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955.